Chú Quang không chuẩn bị đi nhận lâm ở đâu rồi đấy. Trước biết ra thì nó không cho anh Minh đi dự chia tay chị Hương Lan nữa nhá. Còn đi đi nữa nhá. Nói nhận cho Vinh đi thôi. Có. Thì con ngồi vào, con ngồi vào con tự xuống ăn ngồi ăn đi bên mẹ nhé. Con ngồi vào đây. Của mình lên trên khay đi con. Em nào không bẻ mình. Đúng rồi. Nào. Rồi, mời Bách về chỗ ngồi. Anh Minh. Đừng có Minh này. Bách lau miệng đi con. Bách lấy một cái khăn cho con ơi.